Thấy bông dạng thọ nở là Tết tới sát bên thiệt rồi đó mọi người. Bữa nay Huyền đi chợ thấy mấy cái chậu hoa của người ta nở sớm đẹp quá chừng. Nhà Huyền nôn Tết dữ lắm. Tầm lối 19-20 là đã mua bông ngập nhà rồi. Bây giờ Huyền khui cái thùng lồng đèn này Huyền mua hồi tháng trước lần đó mọi người. Treo lên cây mai nè. Nhìn mấy cái lồng đèn trái chớp chớp đỏ đỏ là rộn ràng liền ha. Hồi sớm đi chợ thì Huyền có mua được một mớ thịt heo. Mà ngồi nghỉ hoài cũng không có biết nấu món gì. Nhiều lúc cũng đau đầu bí ý tưởng như lắm chứ bộ. Huyền chụp hình mấy cái nguyên liệu đã mua rồi lên chatbot của Cờ No trò chuyện xíu. Là cái bà trợ lý ảo của Cờ No ha, ta nói gợi ý vô vàng món ăn cho mình luôn. Cái da heo khô này thì chatbot có gợi ý cho Huyền cái món canh bóng mì heo này. Mà món này là đặc sản của miền Bắc, Huyền cũng chưa có nấu lần nào. Bữa nay tự thử thách bản thân lần đầu tiên nấu coi có thành công không nha. Bây giờ Huyền sẽ đập ra tầm 5 cái trứng vịt nè, rồi nêm thêm tầm 2 muỗng hạt nêm Cờ No. Hạt nêm được chiết xuất từ thịt thăn, xương ống và tỉ cho nên là nêm đậm đà dữ lắm. Phần trứng này Huyền sẽ chiên lên để tí mình cuộn với da heo khô. Mấy cái món rau như là bắp cải thảo, bông cải, nấm nè, lạn tí để mình bỏ vô canh đó mọi người. Bây giờ cái phần trứng chiên nó cũng đã nguội rồi, Huyền sẽ lấy cái phần da heo khô ngâm nước hồi nãy ra. Mình dàn đều cái phần thịt xay đã nêm nếm gia vị vừa ăn rồi. Mọi người nhớ dàn mỏng thôi nha. Và sau đó mình để lớp hộp vịt lên. Chính giữa là Huyền để cái nhân trứng muối. Thì cái loại này cũng giống như mà mình hay làm chả gì đó mọi người. Nhưng mà khác cái là mình sẽ cuốn bằng cái da heo khô. Da heo này là ở quê Huyền hay nấu lẩu cù lao rồi bỏ vô ăn ngon lắm nè. Huyền sẽ dùng cái dây lát để mình cuột lại để cho cái phần da heo của mình nó không có bị bung ra. Hồi xưa thì Tết vui dữ lắm mọi người ơi. Người người nhà nhà chuẩn bị làm bánh mứt kẹo đủ thứ. Còn bây giờ thì cuộc sống hiện đại cái thứ gì cũng có sẵn hết trơn á, Tết chỉ việc ra mua thôi. Bởi vậy có người sẽ cảm nhận là Tết càng ngày càng buồn là vậy đó mọi người. Cho nên hôm nay Huyền sẽ quyết định cùng gia đình của mình vào bếp tìm lại Tết tuổi thơ đậm đà. Nấu Tết đó là phải đậm đà cho nên là mình luôn nêm bằng hạt nêm Cờ No với chiết xuất từ thịt thăn, xương ống và tỉ nè, giúp cho món ăn của mình được ngọt sâu mà đậm đà hơn hẳn luôn á. Huyền á thì thích ăn những bữa cơm ở nhà cùng với gia đình thôi à. Thường ngày á thì có thể bận rộn tất bật nhưng mà Tết tới á thì nhất định phải ăn cơm cùng với gia đình nha mọi người. Đôi khi ở trong bếp nấu ăn tuy cực nhưng mà đó cũng là một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc đối với gia đình của mình nữa. Ở nhà mà bếp núc luôn nóng, cơm canh đủ đầy á là cảm thấy vui vẻ hạnh phúc hơn hẳn luôn á. Đợt này Huyền nấu nhiều món ngon với Cờ No, cũng hy vọng á là Tết này sẽ khởi hứng truyền lửa lại cho mọi người vào bếp nấu ăn, tìm lại Tết vui như xưa của gia đình. Bây giờ cũng chuẩn bị bước sang năm mới rồi, Huyền xin chúc cho cả nhà mình có một năm mới bình an, nhiều may mắn, nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Một bên á thì nhóc Huy nó đang tưới bông tưới hoa, còn bên á thì anh Hải nướng thịt thơm nghe xèo xèo vậy đó. Mỗi người làm một việc rồi cùng nhau ăn uống nè. Dù là Tết hay là ngày thường gì á thì mọi người cũng nhớ dành thời gian cho gia đình của mình nha. Bây giờ đồ ăn cũng đã xong xuôi, anh Hải nướng thịt xong, cái món ăn canh bóng mì heo của Huyền cũng đã hoàn thành rồi nè. Nhìn có vẻ thành công quá chừng hết mọi người. Cái món canh nhiều rau củ màu sắc hấp dẫn á, mà mình cuộn cuộn theo kiểu này cắt ra nhìn đẹp mắt ghê luôn á. Ngày Tết mà có những món ngon này đãi cho gia đình nè là xuất sắc luôn nha mọi người ơi. Công nhận chồng của Huyền nướng thịt khéo thiệt luôn á, miếng nào miếng nấy nó chín đều luôn. Mới đầu Huyền nghe canh bóng mì heo thì cũng thấy ngờ ngờ lạ lạ, nhưng mà phải công nhận là ăn ngon nha mọi người. Nước súp á thì nó đậm đà, cái da heo khô á thì mình ăn cái kiểu nó dai dai sực sực mà thơm lắm luôn á nha. Tết tới mà mọi người không có biết nấu gì á thì nhớ nhắn tin cho fanpage Cờ No hỏi chatbot liền nha.